Giới tiên tri nhận định tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần, đổi vận giàu to, vượt qua đại dịch dễ dàng. Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông và phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi người, mỗi con giáp sinh ra thì đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ thì mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát, đại lợi. Nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì chúng ta mới có cơ may giàu lên. Trong tháng 4 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn quý vị và các bạn đang tò mò về vận mệnh của mình trong tháng 4 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 4 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về đầy nhà, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên con giáp này đã gặt hái được những thành công lớn lao trong tháng 4 âm lịch này. Sự thành công của con giáp này khiến cho không ít người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần kính nể. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chương trình chi tiết, quý vị đừng quên đăng ký ủng hộ và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng bước vào phần luận giải tử vi chi tiết cho quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 4 âm lịch này. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 mệnh Sa Trung Thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều bỏ dở, giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mùi lòng, đây là bản tính của họ chứ không hoàn toàn có gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt, không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Người tuổi Thìn sinh năm 1976 trong tháng này gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được những phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong tháng này. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định, có thể tính chuyện lâu dài. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Ất Âm Mộc nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Bính Thìn trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn đó mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 tháng Ất Tỵ, đường công danh sự nghiệp của gia chủ được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, cần chủ động nắm bắt, công việc thuận lợi hơn trước, gặp được nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp. Có điều, nếu không nhanh chóng nắm bắt thì rất dễ bỏ lỡ thời cơ, thành quả tuy có nhưng chưa tới mức rực rỡ. Với những người làm chủ thì tháng này không phải là quá may mắn với bạn. Môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề cần phải giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp, hợp tác với những người khác thì bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, đối thủ tìm cách quấy nhiễu nhiều khiến áp lực kèm theo không ít đòi hỏi mệnh chủ, phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, đương đầu với mọi điều có thể xảy ra. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát sẽ khuyên quý gia chủ, hãy mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng
phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng 4 âm lịch mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho gia chủ tuổi Bính Thìn, thậm chí bạn còn được quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhưng vì chưa thật sự tích cực, tranh đấu để giành lợi ích cho mình nên bạn rất dễ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Gia chủ cũng cần phải chú ý có thể chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc, vì anh em bạn bè và nghiêm trọng hơn là có thể làm sứt mẻ tình cảm vì tiền mà tranh chấp. Có tiểu hao hung tinh xuất hiện, cho nên gia chủ Bính Thìn cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của bạn vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình. Bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, nhìn chung sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn đối với sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong tháng này. Cho dù có vấn đề bất thường xảy ra thì cũng sẽ gặp đúng thầy đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi rất nhanh chóng. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ Bính Thìn cần phải tăng cường rèn luyện sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt là làn da, mái tóc, bởi dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt. Các quý gia chủ tuổi Bính Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tử vi tình duyên tháng này báo hiệu dù là nam hay nữ mệnh đều có nhiều cơ hội để cải thiện tình duyên tình cảm của mình. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một nửa thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao nhưng luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn. Bản thân bạn cũng dễ vì sự bao dung của đối phương mà thu hút. Nếu gặp được cần chủ động nắm bắt, đừng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Với những người đã yên bề gia thất, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui sống khỏe, là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Ngoài ra, đào hoa vượng cũng có thể gây nên tác dụng ngược, nhất là với nam mệnh đã có gia đình. Bạn có thể gặp một vài rắc rối về chuyện tình cảm hoặc gây mâu thuẫn khó hòa giải, chú ý giữ mình để tránh xa cám dỗ. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của quý vị tuổi 1976 trong tháng 4 âm lịch này. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị may mắn, bình an và thành công.